chào quý vị và xin chào các bạn, xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ký thăm kênh của Ngọc, Ngọc Family ở Mỹ học tiếng Mỹ. À, sau đây Ngọc xin chia sẻ năm cái điều mà chúng ta nên biết để chúng ta tránh hoặc là phát huy khi mình mới đầu tư vào thị trường chứng khoán. À, Ngọc thì Ngọc cũng không có nhiều kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán đâu nhưng mà à, những cái thông tin này ngọc cũng đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân cũng như là học hỏi được từ những cái người đi trước cũng như là những cái trang báo chí thì ngọc cũng muốn chia sẻ lại nha à, thì quý vị nên nhớ là những cái thông tin mà ngọc chia sẻ về chứng khoán thì à, quý vị phải là người tự quyết định là mua mã nào mua vào thời điểm nào vua với giá nào chứ đừng có mua theo cũng... à, nếu như mà các bạn đầu tư chứng khoán thì các bạn nên nhớ một cái nguyên tắc rất là quan trọng đó là các bạn phải đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình tiếng mỹ người ta nói là diversify your portfolio portfolio là một cái danh mục đầu tư diversify là đang đa dạng hóa có nghĩa là gì mình phải chia ra nhiều sectors là những cái ngành nghề khác nhau và những cái cổ phiếu khác nhau chứ đừng có dồn hết tiền mua vào chỉ một cổ phiếu thôi các bạn nha thì có rất là nhiều cổ phiếu nó có cái tính rủi ro cao và mình cũng không có chừng có thể là cái cổ phiếu đó mình nghĩ là nó an toàn nhưng mà hóa ra này nó là rủi ro cho nên là mình chia ra nhiều rổ quý vị nha ví dụ như là 30% quý vị để vào cái cổ phiếu nào mà quý vị cảm thấy À, mà cái công ty đó nó có thể là phát triển là nó có nhiều tiềm năng và 10% vào những cái cổ phiếu nó có chia lợi tức dividend tốt à, và 10% nữa các bạn để vào những cái công ty mà hiện giờ thì nó xuống rất là thấp nhưng mà trong tương lai 1, 2, 3 năm nữa là nó có thể nó tăng vọt cho nên là quý vị để vào những cái portfolio này để làm gì? để khi mà cái cổ phiếu này nó rớt cái cổ phiếu khi nó tăng á thì mình cũng trung hòa được cái tài khoản của của mình mình không có bị là uh, tăng quá nhiều hoặc là rớt quá nhiều đúng không? vậy tăng quá nhiều thì vui rồi nhưng mà rớt quá nhiều thì mình thảm, thê thảm đúng không quý vị cho nên là một cái nguyên tắc rất là quan trọng trong đầu tư chứng khoán đó là diversify your Portfolio đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình chia ra nhiều ngành nghề ví dụ như là các bạn không muốn mua airlines bây giờ các bạn không muốn mua à, những cái công ty về dầu khí bây giờ nhưng mà thật sự những cái công ty đó nó lại xuống thấp nhưng mà boeing thì hiện giờ nó cũng lên lại rồi đó quý vị à, nhưng mà có thể là những cái à, năm sau thì nó lại lên rất là cao nhưng mà tại thời điểm bây giờ nó là nó xuống thấp rồi cho nên là mình được cái giá tốt nhưng mà các bạn phải đầu tư hiện giờ thì Ngọc không có vào những cái công ty đó nhưng mà trong tương lai chị Ngọc cũng phải cũng mua à, hiện giờ quý vị thấy là những cái cổ phiếu như là công nghệ cao như là Tesla, à, Apple, à, rồi Amazon, rồi Microsoft, à, Facebook những cái cổ phiếu nó tăng rất là tăng trưởng rất là tốt à, nhưng mà các bạn có thể là phải có một cái vốn cao hoặc là có thể là các bạn lúc mà nó lên rồi các bạn mua vào và lúc mà nó xuống thì các bạn lại bán ra thì lúc cái này thì các bạn lỗ đúng không cho nên là trong đầu tư chứng khoán đó, là mình phải uh, có tính sự rủi ro và các bạn phải tính sao những cái cổ phiếu mà đầu tư an toàn và những cái cổ phiếu đầu tư có tính rủi ro cao thì các bạn trung hòa những cái cổ phiếu này trong cái danh mục đầu tư của mình và cái điều thứ hai mà ngọc muốn chia sẻ đó là mình phải tránh những cái penny stocks ok penny stocks là những cái cổ phiếu mà dưới 5 5 đô một share các bạn biết không những cái cổ phiếu này thường người ta đánh vào cái tâm lý mình ham rẻ và mình muốn làm giàu nhanh bởi vì nhiều khi á, cổ phiếu nó tăng là một một đô trên một ngày mà mình à, mua một ngàn đô thì mình à, có thể là mình kiếm được hai ba trăm đô một, trong một ngày đó quý vị ha thì mình đầu tư với cái số nhỏ thì đó là một cái số tiền lời rất là lớn nhưng mà quý vị bỏ ra một trăm ngàn mà quý vị đầu tư vào á thì nó có lời thì lời cũng nhanh nhưng mà khi mà nó cổ phiếu nó rớt á là nó rất thê thảm là mình mất tiền nhanh lắm quý vị và những cái công ty này thường là những cái công ty nhỏ cho nên là có thể là nó rớt và nó rớt tới khi mà người ta không có cho cái công ty đó listed trên cái cái thị trường chứng khoán luôn, mình phải mua cái dạng mà mua dạng OTC đối với OTC thì mình cũng không nên là đầu tư mà mình không biết gì về những cái công ty này. Các bạn biết không những cái người mà có cái nghề là day trading có nghĩa là người ta mua bán trong ngày thì người ta phải đọc thông tin rất là nhiều, người ta phải đưa ra cái quyết định là từng giây, từng phút vậy đó quý vị. Mà quý vị không có đọc thông tin và quý vị không có ngồi trên màn hình, giống như mắt lúc nào cũng để à, trên màn hình và màn hình phải là hai ba cái màn hình vậy đó, quý vị thì người ta phân tích và người ta đưa ra cái quyết định là từng giây, từng phút, từng giờ vậy đó. Cho nên là mình không phải những cái người mà đầu tư chuyên nghiệp thì mình đừng có mua vào penny stock. Ngọc có chọn một penny stock, Ngọc mua và Ngọc lỗ, Ngọc lỗ rất là nhiều cho nên là Ngọc không bao giờ Ngọc đụng đến penny stock đến khi nào mà Ngọc đủ trình độ thì Ngọc mới quay trở lại trade penny stock quý vị ha đây là một cái penny stock Ngọc mua tại cái thời điểm Ngọc mua là nó lên rất là cao Ngọc mua khoảng nằm ở cái dưới cái giá là khoảng dưới 3 đô thì lúc này á, thị trường nó lên cao và cái công ty này Ngọc cũng tìm hiểu và nó có một cái tiềm năng và tại cái thời điểm đó là có cái thông báo là nó partner với lại công ty điện tử Samsung, là cái công ty Samsung đó quý vị thì Ngọc lại mua vào và mua với cái giá là khoảng 3 đô và khi mà bắt đầu nó lên một chút xíu thì Ngọc không có bán ra. Ngọc nói là lời ít quá Ngọc không có bán ra thì bắt đầu nó lại xuống 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 thì Ngọc mua thêm. Ha quý vị, Ngọc mua thêm để cái giá trung bình nó hạ xuống, nhưng mà ngờ đâu là nó xuống, bây giờ nó xuống, nó không có lên nữa quý vị, nó lên rất là ít và nó xuống tại thời điểm bây giờ nó chỉ còn là một đô 76 thôi quý vị. Cho nên là Ngọc bị lỗ cái stock này, nó gọi là box like parents thì cái công ty này là Ngọc bị lỗ nhưng mà Ngọc cảm thấy là cái công ty này Ngọc đã tìm hiểu rồi và Ngọc thấy là công công ty này có thể là nó có tiềm năng phát triển trong tương lai cho nên là Ngọc ôm nó luôn Ngọc cũng không có bỏ nhiều tiền vào đâu nhưng mà tính cái phần trăm á là Ngọc thua lỗ nhiều cho cái công ty này emotion tức là cái tâm trạng của mình ha mình lo lắng mình vui mừng hay là gì đó hay là mình à, buồn phiền hoặc là trong cái à, gia đình của mình có cái chuyện gì xảy ra và mình phải muốn bán cái cổ phiếu đó ngay lập tức hoặc là cái cổ phiếu nó lên xuống lên xuống mà mình cứ dựa vào cái à, cái, cái cái cảm tính của mình mà mình không có theo cái kế hoạch mà mình đã à, đề ra thì cái điều này á là cái tâm lý của bạn phải ổn định và các bạn phải theo cái kế hoạch của mình. Nếu như các bạn trade mà thấy cái thị trường nó tự nhiên nó tăng vọt các bạn mua vào và thị trường nó xuống các bạn bán ra thì điều này á nó không có lợi cho cái việc đầu tư của mình và thường những cái giờ mà các bạn lưu ý là vào lúc 9 giờ 30 à vào cái lúc là khoảng 3 đến 4 giờ nè hoặc là vào khoảng là 11 đến 12 giờ trưa đó quý vị hoặc là thứ hai thứ sáu những cái thời điểm này là những cái thời điểm nhạy cảm thường á người ta nói là lunch time sell off có nghĩa là gì người ta à, nghỉ trưa và muốn nghỉ trưa thì người ta chốt lợi nhuận và người ta bán à, có lời rồi bán không có cần kể là lời nhiều hay lời ít rồi người ta sẽ quay về người ta đầu tư trip thì đây là những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta thường là người ta dạng làm như vậy và có những cái trường hợp là tại thời điểm mà lúc mở cửa vào 9 giờ sáng giờ New York thì chứng khoán nó cao lên rất là cao sau đó người ta bán ha người ta bán rồi trong ngày á nó khoảng là giờ trưa nó xuống thì người ta mua lại hoặc là những cái giờ mà ví dụ là 4 giờ sáng nè hoặc là 8 giờ tối nè thì đó là những cái giờ mà có thể là chứng khoán nó lên rất là cao hoặc là nó hạ xuống và những cái ngày thứ hai hoặc là những cái ngày thứ sáu thường là người ta nói những cái ngày này là những cái ngày thị trường chứng khoán nó đỏ thì mình cũng coi thử các bạn vào các bạn coi canh cái thị trường trong vòng một tuần các bạn coi thử nó ra làm sao nó lên xuống cái pattern nó làm sao thì các bạn sẽ hiểu được là ngọc đang nói cái điều gì quý vị ha quý vị theo dõi tại lúc mở giờ mở cửa tại lúc cái giờ ăn trưa tại lúc mà người ta sắp đóng cửa cái thị trường giao dịch trong ngày tức là trước 4 giờ chiều hoặc là vào thứ hai thứ sáu các bạn cứ theo dõi thử nha tự mình rồi mình rút ra cái kinh nghiệm và cái điều thứ tư mà ngọc muốn chia sẻ ở đây là mình khởi đầu ít thôi các bạn đừng có nên vay mượn đừng có đổ hết cái tài khoản của mình vào cái thị trường chứng khoán khi mà mình chưa có cái thông tin mình chưa có kinh nghiệm đầu tư và bạn phải muốn biết là bạn có sẵn sàng thua lỗ hay không? Nếu thua lỗ thì sao? Nếu mà gia đình của bạn là bạn lấy hết cái tiền của gia đình trong tháng đó mà bạn chuẩn bị là bạn đóng tiền nhà, tự nhiên bạn lấy cái tiền đó bạn bỏ vô tài khoản chứng khoán. Khi mà cơ tới cái lúc mà tới hạn đóng tiền nhà rồi, bạn phải bắt buộc bạn phải bán để bạn lấy tiền bạn trả tiền nhà đúng không? Thì những cái quyết định này thì tùy thuộc vào bạn ha thì nếu như mà bạn có một cái khoản để dành nào đó thì bạn vào bạn đầu tư bắt đầu mình học học lần học lần nhưng mà bạn chưa biết gì hết mà tự nhiên bạn vay mượn tiền bạn đổ tiền vô. Nếu như mà thời điểm bây giờ bạn đổ tiền vô Tesla tại thời điểm mà mấy ngày vừa qua thì các bạn hốt tiền đúng không? Nhưng mà biết đâu được, nếu như mà Tesla nó thua lỗ bạn thua lỗ cái chứng khoán Tesla bởi bởi vì bạn vào không có đúng lúc và bạn ra không có đúng lúc thì bạn mất tiền nè, rồi bạn phải À, có phải là bạn mất nhiều nếu như là bạn không có biết nhiều cái thông tin về những cái công ty mà các bạn đầu tư không? Cho nên là mình khởi đầu ít thôi nha các bạn. Rồi mỗi tháng như vậy bạn có thể là à, bỏ vào thêm là 500 một paycheck hoặc là 200 một paycheck ha các bạn. Cứ để lần lần rồi mình gầy dựng thêm nhé các bạn. Đừng có để ví dụ như là mình bỏ hết mình mượn tiền anh, tiền chị, tiền credit card, à, mượn tiền 401k là các bạn bỏ vào đây à, 100 000 đô la để đầu tư mà chân ướt chân ráo đầu tư vào ha. Hên thì mình được nhiều mà thua thì mình cũng mất rất là nhiều cho nên là mình chơi kiểu như là mình đầu tư chắc ăn quý vị ha thì trong cái quá trình mà mình đầu tư mình đầu tư ít ít xong rồi mình học hỏi cái kinh nghiệm đầu tư mình coi thử cái thị trường như thế nào rồi mình đọc chart như thế nào thì lúc đó thì mình mới tự tin mình để thêm tiền vào à, và cái nữa là Ngọc muốn chia sẻ đến mọi người đó là mọi người phải chú ý là mình sẵn sàng bán lỗ nha quý vị thường á mọi người cứ sợ là lỗ các bạn không có sẵn sàng cắt lỗ để khi mà nó xuống nó rất thê thảm đó các bạn mất hết luôn thay vì các bạn bỏ vào 1.000 các bạn đầu tư nếu như nó rớt xuống khoảng còn 800 thì các bạn lo các bạn bán đi nhưng mà các bạn sợ lỗ các bạn không có bán để hồi nó rớt rớt xuống các bạn lỗ tới còn chỉ còn 500 thôi hoặc là 300 thôi thì lúc này các bạn lỗ còn nhiều hơn nữa cho nên là khi mà các bạn đầu tư mà các bạn có một cái kế hoạch Ví dụ như nó rớt xuống còn 70% mà bạn phải chịu lỗ là 30% thì bạn phải đặt một cái Stop Loss Order à, thì trong cái Webull thì nó có cái hạng mục là Take Profit Stop Loss thì quý vị phải đặt đây cái giá mình bán ra là bao nhiêu hoặc là cái giá là mình sẵn sàng à, Stop Loss là bao nhiêu thì các bạn đặt cái giá đó nha ví dụ như là bạn mua vào cái giá là 50 mà nó xuống 40 là các bạn không có muốn là để nó xuống nửa và lỗ nửa thì khoảng 40 thì các bạn là đặt cái giá stop loss tại cái 40 một xe này nhưng mà đối với cái cổ phiếu Tesla thì Ngọc mua vào và Ngọc giữ đó luôn. Ngọc không có muốn bán ra bởi vì cái tiềm năng của công ty Tesla nó rất là cao và dù cho cái tại thời điểm nó lên nó xuống nó lên nó xuống khi mà ngọc mua Tesla thì thường á ngọc mua xong nó ngọc giữ luôn. Nếu như mà ngọc cảm thấy nó nó có khả năng là nó xuống sâu thì ngọc sẽ bán ra và ngọc mua lại. thì trong vòng à, những cái tháng vừa qua thì ngọc Lúc nào Ngọc cũng muốn mua thêm, Ngọc không có muốn bán Tesla. Và tại cái thời điểm này thì Tesla nó khoảng 2.000, hơn 2.000 một cổ phiếu rồi. Và Ngọc cũng có lời rất là nhiều từ cái cổ phiếu Tesla này cho nên là Ngọc cũng thấy là happy ha. Và cái cổ phiếu Apple là Ngọc cũng có nắm giữ cái cổ phiếu này. Và cái cổ phiếu Apple là một, cái cổ, một trong những cái cổ phiếu mà người ta gọi là uh, cái... Uh, bullish stock có nghĩa là trong vòng 5 năm qua các bạn thấy nó lên nếu như các bạn mua mà dạng đầu tư dài hạn á, thì các bạn sẽ thấy Apple là một cái sự lựa chọn không ngon còn nếu như các bạn mà mua nay bán mai á, thì các bạn phải đầu tư vào cái kiến thức các bạn nha đó các bạn thấy không nó cũng lên cũng xuống nhưng mà về lâu về dài là nó lên cao nè quý vị một cái cổ phiếu nữa là ngọc cũng rất là thích đầu tư đó là cổ phiếu AT&T bởi vì cổ phiếu này nó chia lợi tức cũng cao và lợi tức của nó cái uh, uh, dividend yield của nó là khoảng là 6% cho nên là ngọc cũng thích đầu tư bởi vì cái cổ phiếu này á À, thì trong tương lai á thì Ngọc nghĩ nó sẽ tăng thôi, nhưng mà khi mà bạn nắm giữ cái cổ phiếu này thì bạn được chia cái cổ tức khoảng là 2 đô một năm đó quý vị thì Ngọc thấy là cũng tốt á, cái cổ phiếu này nó chia cổ tức cao nè, cho nên là Ngọc à, cũng muốn nắm giữ nhiều cái cái cổ phiếu này và à, có thể là Ngọc sẽ làm một cái video về cái cổ phiếu mà có cổ tức. Đây là những cái cổ phiếu mà thường người ta chọn để à, về hưu nè. Đó để để trong cái quỹ về hưu hoặc là để trong cái quỹ mà mình sau này mình cho con, mình cho cháu đó quý vị. Bởi vì hàng tháng như vậy á à, hoặc là mỗi năm như vậy là mình có cái phần là cổ tức hoặc là mỗi quý như vậy là mình có cái phần cổ tức người ta chuyển vào tài khoản của mình thì tùy vào cái cái quy định mà người ta chia cổ tức như thế nào của mỗi cái công ty quý vị nha thì đó là ngọc cũng muốn chia sẻ những cái mã mà hiện giờ ngọc có trong cái tài khoản của ngọc á à, ngọc cũng muốn chia sẻ cái kinh nghiệm ít ỏi của mình cho mọi người thôi còn nếu như mà ai coi kênh của ngọc mà các bạn có quá nhiều kinh nghiệm thì ngọc cũng à, rất mong là được học hỏi từ quý vị những cái thông tin mà ngọc muốn chia sẻ nó quý vị hy vọng là mọi người enjoy watching cái video này à, hãy like share và subscribe đăng ký kênh mọi người nha cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo